Kính thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình mỗi cuối tuần của Linh mục Nguyễn Văn Lý, một số hội đoàn tại Bỉ đã tổ chức một cuộc biểu tình thắp nến tại thủ đô Brussels. Xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, một số hội đoàn tại Bỉ đã liên kết để tổ chức một buổi biểu tình thắp nến tại quảng trường Place de Lambertine thuộc trung tâm Brussels. Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ châu Âu, Bỉ và Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, đại diện ban tổ chức cho biết lý do. Vì vấn đề nghiêm trọng cho sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam, từ quốc nội, Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi tổng biểu tình bảo vệ sự sống và cứu bất dân. Chúng ta sống trên xứ người an lành. Nhìn về quá khứ, trước 40 năm trước, nếu chúng ta không thoát khỏi sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta giống cùng số phận của đồng bào Việt Nam 90 triệu dân hiện tại. Sau đó là các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện cho quê hương. Ông Nguyễn Hoàng Hạnh, một cư dân tại Bỉ, chia sẻ lý do có mặt của ông trong đêm thắp nến. Tôi cũng không có hoàn toàn đồng ý với những gì xảy ra tại Việt Nam, cũng giống như là tàu cộng xâm chiếm Việt Nam. Tôi thấy rằng là mình không thể làm ngơ được, thì tôi có phải có một cái bổn phận tới đây để cất lên tiếng nói chống lại những tên tàu cộng xâm chiếm nước mình. Đêm thắp nến hôm nay có sự hiện diện của những thế hệ đi trước, cho đến những người còn rất trẻ sinh ra từ bên ngoài Việt Nam. Cháu Thùy Vân, 18 tuổi, phát những tờ truyền đơn để phổ biến đến dân bản xứ về thảm họa Formosa. Em giúp Việt Nam, nước mẹ của em, để báo cho nhiều người Bỉ và mấy người nước ngoài biết hãng Formosa họ xông qua nước Việt Nam mình. Nên Việt Nam mình mấy người mà câu cá đồ không có tiền sống, không có tiền cho con đi học đồ nữa. Vì cái biển mình bị ô nhiễm nhiều quá. Nên bây giờ mình ráng cho nhiều người biết nhất để họ giúp mình. Và có người khác thì lan truyền tiếp và nhờ vậy nó có thể giúp được Việt Nam mình. Buổi chiều sắp tắt, cùng với những ngọn đèn của Brussels, những ngọn nến hướng về quê hương cũng được thắp lên tại Vương quốc Bỉ xa xôi, nhưng lòng mọi người vẫn nghĩ đến đồng bào quốc nội trong cơn khổ nạn Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc biểu tình ngày 25 tháng 3 tại Brussels, ngoài việc chống Formosa, còn có một ý nghĩa đặc biệt. Đêm thắp nến hôm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt, là đúng ngày 60 năm thành lập Liên hiệp Âu Châu dựa trên nhân bản và nhân quyền. Buổi thắp nến được chấm dứt khoảng 8 giờ tối. Bất ngờ có sự xuất hiện của một số người trẻ đến từ Nghệ An. Dạ, đến từ Nghệ An à, tỉnh ạ. Đó là những nạn nhân trực tiếp của Formosa, những thanh niên đã phải bỏ nước ra đi để trốn khỏi sự đàn áp trong những cuộc biểu tình. Cộng sản nó chèn ép người dân, bây giờ là người dân muốn được ôn hòa, các cuộc biểu tình được ôn hòa, nhưng mà bây giờ là cộng sản nó ăn rơ với bọn về Trung Cộng, hay là bây giờ nó cộng sản nó chèn ép những người biểu tình. Ở nhiều thời điểm khác nhau, họ đã gặp nhau tại Vương quốc Bỉ, nơi mà họ được quyền lên tiếng. Từ Brussels, Tường An, tường trình cho đài SBTN.